khoảnh khắc ánh mắt em chỉ trao người. Ngày ngày bên em yêu em thương em chỉ vậy thôi. Nụ cười em tắt dần. Chị trời. Rồi. Các bài khác đi. Hát bài yêu và cưới đi. Ghẹo mấy ông bá. Tôi là cưới trên dưới hai nhà làm xui. Rượu bia xa láng chín tháng 10 ngày có cục cưng nuôi. Tình măng nồng. Yêu đâm sâu. Có đứt dây tương hồng cũng không mà ta sánh nhau. Chị trời. Anh trồng rau. Em trồng rau. Ok, hello xin chào cả bạn. Chào mừng bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của mình nha. Và mình là Quỳnh Như đây. Dạ yeah, yeah. Hello đi. Hello xin chào các bạn, mình là Phú nè. Cay không mà nhăn dữ. Không. Chua. Chua ở đâu mà chua. Để ngay ngắn lại đàng hoàng. Ok, hôm nay thì hai chị em mình sẽ làm một video ăn khuya. Sao chị ba không lấy muỗng ăn? Ủa lấy chén tô. Chị còn đúng một tô hả? Ừ, còn đúng một cái tô đó thôi đó. Hôm nay thì tụi mình sẽ ăn khuya với lẩu tố kỳ nha mấy bạn. Thì gồm có tố kỳ nè, xúc xích nè, củ cải vàng nè, cái gì quên rồi, kim chi nè, rồi phô mai nè. Mà đâu Phú đâu có thấy tố kỳ. Tố kỳ là dưới đây nè. Tố kỳ gì có mấy miếng à hả? Giờ mình sẽ bỏ tố kỳ vô nè. Phô mai luôn hả? Phô mai luôn. Bèo. Cho bỏ tố kỳ vô nè. Cái này là chả tôm hả? Chả tôm, sẽ bỏ tố kỳ vô. Trời ơi, rồi rớt cái cọng cải. Chút chút mình lụm lên. Trời ơi. Mình ăn. Rồi rớt cọng cọng nướng luôn. Ồ không dễ sợ. Rớt thì mình lụm luôn nè. Điều mình làm là mình phải cho mình no cái bụng trước rồi tính tới gì tính. Xúc xích. Không gì chưa? Nè múc cái này xuống giùm đi. Ôi. Múc phần nửa lên kim chi xuống đi Phú cho nó có vị chua cay ngọt ngọt. Cay rồi. Rồi được rồi. Được rồi, được rồi. Còn chưa? Không? Nè ăn củ cải này chưa? Ăn này miếng đi. Ngon. Thôi. Này sẽ bỏ chả tôm vô nè. Chả tôm này cũng hấp dẫn. Chả tôm Phú mới mua. Rồi. Ôi, nó sôi kìa, chắc có chín rồi quá. Ngồi hẳn lên không có đầu. Vậy được rồi nè, rồi xích qua tôi chút nè. Sao ngồi giống viên phốt viên hoạt hình mê nhon quá. Rồi ok, để tôi trộn lên coi nó chín chưa nè. Chín rồi, nãy Phú mới gắp cái nấm ăn thử rồi. Được phải không, chín rồi phải không? Rồi, chín rồi. Rồi, rồi múc ăn thôi. Chiên. Tô. Ê, sao để nó vô. Trời, quên để Phú Mai vô nhờ. Hên Phú nhắc. Cảm ơn nha. Này chị ba không biết rồi, này hồi cái này mà hồi lúc mà anh Tiên còn ở nhà là bài Phú ăn này sống nè. Nhúng rau vô. Ngon lắm trời chị ba. Ừ. Này sống ngon lắm. Cho có chất xanh xanh. Chất xanh xanh là chất gì? Chất rau á. Vegetable á. Này hả? Nè, này mới rau nè. Phú tưởng này là ăn có rau vét gì vậy? Đó là phô mai là chất béo mà. Ăn cũng ngon chứ. Ngon lắm, ngon trời. Ừ. Không có ăn cái 4-3 miếng bún. Hết ra trời. Để cho trái yêu ghiêu rồi mình ăn. Nãy Phú ấy có bình ga đây mà. Còn bình ga. Rồi ăn gì gấp nè. Để Phú. Để cái bếp ga xích vô. Để Phú tự gấp nha. Ừ. Ủa sao còn mấy cục này không bỏ vô? Để chút mình ăn mình bỏ vô từ từ. Đây, gấp thì cái phô mai trước. Kê tô vô, để gấp. Phô mai đó chín chưa? Chín rồi. Tô phô kỳ nắm vô. Ôi ôi. Cái chi chung. Thôi. Không ăn rau hay gì? Rồi. Coi chừng nóng. Gì mà không ăn rau trời. Mệt mỏi thiệt. Có tôm kia chín chưa? Đó. Này cái gì tôm kia gạo hay chị bán gạo. Cho Phú cũng trả tôm. Trả tôm đi. Hai người đang coi cái gì quên rồi. Quyền Anh. Ừ. Kìa. Hai con kỳ á. Hai kỳ này tối nó lột đục hay chưa? Đục ra. Gao nè. Trời ơi. Trời.
Tôi kêu à, kê cái chén vô. Còn không thì kêu tôi gấp 3 giây. Rồi ok. Không ta à. Không không, đụng vô ly đá cái. Cảm giác họ lại vô mốt. Ok, bây giờ thì chị em mình sẽ ăn nha các ăn bạn thôi. Yêu. Gì chị ba? Gì? Trong cái cửa sổ có ai ta? Dạ. Có kìa. Tùm lao. Có tao trong nè. Cô có nhìn ai trong không? Không. Không có ai. Mà. Không ai trơn á. Sao bú ai có bóng trắng trắng gì kế bên luôn nè. Tùm lao quá. Nó đứng đây vậy nè. Khùng quá. Có ai ở đâu trời. Lô quá. Còn chờ chi nữa. Trời ơi trời ơi trời ơi. Gì cái ba? Hai cái con này dây điện đó thấy không? Hồi nó giật mà tê đầu. Mời ba cũng muốn nha. Mà lúc kia bất ổn. Con chó hả chưa? Nghe nó phóng lên ngay đây nè. Nó rú đầu lên nha em. Nghe cái ổ điện dây đèn của con nè. Hồi nó giật chân kia tê đầu. Giật chết luôn. Để cho nóng. Ngon quá. Chắc chị hai muốn chưa về ha. Rồi cưa kiến kiến gồ. Đúng chưa? Rồi cưa có kiến gồ con ơi, tự nấu cưa gồ. Ăn miếng củ cải vàng. Không, 8 giờ về rồi. Được rồi hả? Con gần gần có khách á. Đường là 8, 9 giờ về á. Củ cải vàng ăn ngon, chua chua ngọt thì mà chê. Kim chi thì ăn được mà củ cải tôm. Mẹ cộng gì vậy? Hả? Cộng gì? Củ đã qua ăn rồi. Hành á. Cả tôm có mùi tôm. Cả tôm có mùi tôm. Thơm quá, ăn cùng chả tôm nghe thơm, nói chuyện nghe thơm nghe. Đúng là cùng chả tôm nè, có mùi chả cơm thiệt nha. Dữ vậy. Xúc xích. Mùi chán. Sảy. Trời, dữ vậy, dữ vậy. Thật rớt quá à. Thơm nha. Này phải ăn nỉ á, chọt chị ba ơi. Phải không đúng rồi, cái này phải ăn nỉ được. Nhà chị ba có gì nỉ hỏi không có. Xuống lấy đi thôi thôi, chị đi là ăn vậy đi, là không biến đỡ tốn nữa. Với lại lấy nỉ mình ăn mau hết, mình ăn đũa vậy cho nó trơn chọt, nó rớt xuống mình ăn lâu. Còn để mình chỉ có nhiệm vụ cầm cỏ cô ăn hơn. Ừ dạ. Mau lắm. Ừ. Nhìn gì? Kim chi này lâu lắm rồi nè, nó chua lè. Cho nó một miếng nha. Cho nó miếng nó lại hoài nữa. Chiều nó ăn cơm à. Rồi á. Cái gì? Mình chưa ăn chứ nó ăn rồi. Phú đi siêu thị rồi chị ba giờ chưa có ăn gì vậy mà nó ăn rồi sướng không? Bởi vậy. Rất uống. Rồi chị ba. Chả tôm có mùi chả cơm với lại là ăn nó cũng hơi mùi. Chả tôm này ngon. Không uổng công mình mua 30 mấy ngàn. 38 ngàn hả chị ba? 33 ngàn hay 30 ngàn vậy. Ăn tốt kia thêm không? Thơm ngon quá ha. Dừng bước gấp. Nấm mông trời. Hành hôi nắp. Nấm mông. Ồ, dữ anh. Được chưa? Rồi, chị ba. Tôi có một chén luôn nè. Bây giờ tôi sẽ tắt bếp cho nó bớt khói. Bớt khói. Còn dứt khói chứ gì đâu. Dứt khói. Trụng rau vô. Còn mấy cái cục chả lên cho ba bỏ khói luôn. Ăn hết này đi, bỏ nữa. Còn mấy cái xúc xích bên này nữa nè. Ăn có cải vàng không? Không. Còn xúc xích nè. Còn ba cái xúc xích kìa.
bỏ vô một cái xíu lên. Xíu lên. Anh hết như đây rồi bắt sôi rồi bỏ vô. Được không? Được. Cà lạnh lại, cà lạnh lạnh mà ăn này ngon. Hồi nãy tưởng trời mưa chứ. Ai mà ngồi về là không mưa. Ừ. Chắc mưa ở đâu á. Mà sao hồi nãy để đường sấm chớp rồi đâu. Chắc mưa ở đâu. Ngon á. Nãy mình với Phú đi siêu thị. Mà Phú đi siêu thị Phú chỉ có quần áo giày dép rồi thôi. Dữ lắm. Quần Phú áo, mà giày dép. Ở gì nữa. Áo khoác ba không. Áo khoác ba lô gì lum la. Không có tiền đâu mua. Chỉ ngắm nhìn thôi, mai mốt mới gần Tết lấy tiền ra mua. Ủa giờ, nãy giờ chị ba là ăn chị xúc chích của mai chưa? Chưa. Giờ Phú sẽ ăn hỡi con nó có cà không vậy như thế nào nha. Nó như nước trà. Nước trà đâu? Có Phú phô mai nhìn cái mồm nó như trà phải không? Thôi, hơi béo béo nhỉ. Trà bắc hả? Mồm như trà bắc nha. Mà cái này là ăn cũng ngon. Không ổn công mình mua 40 mấy ngàn. Ừ. Hình như cái này có cái pháo rồi, có pháo cây rồi. Rồi hãy cứ con 48 ngàn luôn. Ừ. 48 ngàn rồi. Mà ngon. Ngon. Hồi cái xe lấy xúc xích của Mai quá à. Ôi ngon quá chứ. Ngon. Ngon. Chú làm không ngon rồi. Ừ. Ủa ông trời ba làm mà rau không ngon ngon rồi. Ừ. Chú ba còn nhiều rồi. Nãy giờ có uống đâu. Gót đi. Quên nói nãy đập nước đá quên coi dẹp cái chai lon nước chưa. Để nó tan chứ. Hồi không bỏ cái cục nước. Thì ba ghé gáp cái cục ra chả cơm rồi thường ngủ. Sao? Cục nó trơn dễ rớt hết. Ờ. Ngày bữa nay là mua đi siêu thị mua dép quần áo còn ổng cộng mà 1 triệu mấy. Thì dép quần áo đâu nội. Mua xúc xích này. Chủ yếu là đi mua xà bông giặt đồ. Xong rồi mới mua xúc xích. Mua thêm chả tôm. Thấy nó có loại chả tôm mới nè. Hay là ăn cháo. Có con mua cho ông Bảy một bịch cháo tổ yến với cô á cô. Con mua mà cỡ 3 gói lớn liền. Nó kêu mua. Nó mới đầu nó tư vấn là mua cháo cho đông con ông cùng Hà Hảo. Nó nói ăn cháo này cho bá sung, cháo đông trùng Hà Hảo. Để bà chửi quá. Cháo đông trùng Hà Hảo đó là ăn sung sức lên á. Công nhận tốt tốt bút kỳ ngon thì chị ba. Ừ. Mà không có bán cái tốt bút kỳ bữa hai mình ăn ha. Phô mai á. Có tốt kỳ phô mai một cái này. Ăn béo với xúc xích phô mai nữa. Ăn tới nào ở đây ngủ đi. Không, hồi chị ba đi về. Thôi ngủ trời. Hơn. Thử thách ngủ nhà tôi đêm coi. Có quay phim không? Quay phim nó ở hay gì? Quay phim luôn. Không đi. Phú nói vậy chứ ở chi. Ở ngủ đêm đi. Nhà ai nấy ở. Cho 1 triệu. Em ngủ không? Nhiều. Cho 1 triệu. Chịu ít quá. Thôi cố gắng hết sức rồi mới cho 1 triệu hết. Cái tiền đâu cho. Thôi vậy cho 1 triệu nha. Ừ. Thích rồi. Ngủ giờ sáng nha. Chứ mới ngủ gì nữa đêm rồi về. Không ai đưa về đâu á. Chưa có vậy. Trời ơi. Vậy là không có 1 triệu à. Ừ.
kiểu gì chị cho nên nói hôm nay là ăn cá lẩu này là cũng làm kiểu rồi. Bóng chị ba kiểu đâu mua cái bịch giặt Omo 300 mấy ngàn. Mua bịch bột giặt Omo có 204 ngàn à. Trời ơi mà không có đó. Khuyến mãi. Hả? Ừ. Cái gì vậy? Cái gì? Bị gì em? Nóng quá rồi bà ơi. Bị gì? Nóng hả? Nóng quá. Nóng quá. Bà muốn đáp bụng chứ nè, khô không hổ luôn. Bỏ luôn mẹ cờ ơi. Trời ơi, chưa có dặn luôn á, chưa dặn luôn á trời. Dặn nè. Em đừng có làm đố quá. Rồi rồi, thấy rồi, thấy rồi. Mình xin lỗi được không? Chưa. Mình xin lỗi bạn nha. Ok, mốt mình không có làm văng trúng cái giò bạn nữa. Mà mình tát nước vô giò bạn luôn. Trời ơi. Nè, xích xích phô mai nè. Này ăn hai cây thì vui chứ ăn nhiều ngán lắm. Ha, tại nó béo á. Ngon. Nè, đưa đây. Ăn, đơn. Hôm nay không phải là ăn nhiều. Đó bụng à. Chịu. Ủa rồi hồi chiều mẹ có ăn cơm gì không? Vậy hả? Còn chiều cha ổng ăn hủ tiếu hả? Ừ. Không phải là hủ tiếu. Chứ sao? Mì hả? Cái gì vậy? Cái gì? Cái món gì hồi cứ ăn mà có bò á? Mà ổng ăn hết rồi mà ổng ăn mì. Bún sáo. Bún sáo quế à, mà bún sáo quế được à. Bún sáo quế. Chuyển chắc chuyển thành bún tư quá. Bún cô cái muối. Ăn mì không? Giờ lấy gói mì bỏ vô. Hả? Ăn mì không? Ủa sao hết túc kia chưa? Hết rồi. Gì túc kia mấy mấy nè. Ừ, ăn mì không? Lấy nữa gói mì bỏ vô nè. Ok. Cũng chưa có cả mấy nào. Bỏ mấy cục chả tôm mì vô thôi, bỏ cái mì vô bắt lửa lên. Bỏ nửa gói thôi. Nha, chị ba. Ừ. Còn hồi nửa gói thịt đem cho chị hai. Ghê vậy. Chó sủa đâu dữ trời. Con nghe. Nửa gói. Ok. Nửa gói hai mình ăn. Nè, phu bên đây, chị ba bên đây. Còn thuốc xúc chích phô mai không? Bỏ rồi. Bỏ hết nha. Thôi. Phu với chị ba mọi người đây. Bằng 3 cây rồi. Hai, cuốn 2 cây, 3 cây. Ừ. Tới giờ cổ mỗi rồi chị ba ơi. Ngồi nhịp cái giò chút. Từ nhịp xuống. Ai cho mềm. Ủa rồi sao chị bán bố? Tại sao không có uống nước ngọt mà cứ kêu tao uống ngoài chị? Sao chị bán bố? Bố mập muốn mà. Chút vô quậy cà phê uống. Qua nay ngủ hơi nhiều rồi, không có chỉnh clip rồi. Cực á, sao ngủ hơi nhiều mà uống về? Chắc ngày qua uống thuốc quá à. Uống thuốc nhức giò á, cái trong có thuốc ngủ hay vậy? Ngủ từ 5 giờ chiều tới 8 giờ sáng. 4 giờ. 4 giờ chiều, 5 giờ. Qua chị ba nói 4 giờ. 4 giờ hay 5 giờ vậy? Tới 8 giờ sáng rồi mấy tiếng? 10 tiếng. Ú là bớt bát nó. Hơn 10 tiếng chứ. 12 tiếng. 5 giờ chiều tới 5 giờ sáng là 12 tiếng rồi. Thấy chưa? 2 tiếng nãy tới lộn. Rồi tới 5 giờ chiều tới từ 5 giờ sáng tới 8 giờ 3 tiếng nữa là ngủ 15 tiếng. Ừ. Vậy? Ngủ bù đêm trước không ngủ. Tối nay sẽ quậy một ly cà phê đậm đặc không đường không đá. Uống một cái hức tới sáng ngày mai. Trong uống vậy? Uống được không? Uống được mới nói nha, không đường không đá nha, nghe được. Kỹ chưa? Không.
Thôi vậy mốt về. Không có về. Không được không đá. Kìa. Là quậy con tiêu á. Phải có đá uống lạnh lạnh mới ngon. À, uống đá thì uống không được luôn. Không được. Ngát luôn á. Thôi mà muốn vô ăn. Mười chín rồi, mười chín rồi. Gấp thôi. Được rồi, ok, tắt bếp luôn. Lấy cái muỗng múc, lấy giá múc cho. Đưa, đưa, đưa cái, bưng cái tô lên, đưa đây vô đây, ấy mì cho nè. Trong khoảnh khắc ánh mắt em chỉ trao người. Ngày ngày bên em yêu em thương em chỉ vậy thôi. Nụ cười em tắt dần. Chị chờ. Rồi. Các bài khác đi. Hát bài yêu và cưới đi. Ghẹo mấy ông bá. Ghẹo yêu và cưới đi. Má ơi. Hát yêu và cưới hay làm sao? Biết. Yêu là cưới trên dưới hai nhà làm xui. Rượu bia xa láng chín tháng 10 ngày có cục cưng nuôi. Tình măng nồng. Yêu đầm sâu. Có đứt dây tương hồng cũng không mà ta sánh nhau. Chị trời. Anh trồng rau. Em trồng rau. Em trồng rau. Rồi gì nữa? Quyết cưới gì cho em về làm dâu rồi đó. Kéo heo hoàng trai bún mâm. Coi bói ngay ngày 25. Mày người em thấy em rút từng trăm năm. Ăn hát dở quá. Hồi chiều là ông chùm nhạc hát. Hồi chiều hát hay mà. Hát bài khác đi. Giờ là ăn no rủ rủ mở bể giọng. Hát bài gì giờ? Mới bể giọng mới rồi. Bể giọng mà hả? Bể giọng mới. Nãy giọng kia. Nãy giọng kia ghê quá. Giọng kia sao ghê? Bê ghê. Hát giọng men men á. Giọng men men là cái giọng cầm. Ừ, hát giọng trầm á. Giống như cái giọng hết xăng, nãy đi xe hết xăng á. Còn một xe xăng đầy làm sao? Xe xăng đầy. Hồi nãy không cầm máy, máy quái quay heo, cầm máy quay heo và coi các bạn cười chết. Cười chết. Cười chết luôn. Cười chết bụng luôn. Hồi nãy có ăn kim chua chua. Lẹ luôn. Hai chị em tôi đã ăn xương xương hết cái này rồi. Chốc mà hơi. Còn mấy nhiêu ai hỏi hai trăm giờ. Em về cho ai? Hai. Ghê trời. Hồi em về cho hai. Hai cũng chút chết nhỏ với một cây cái gì ba? Phô mai. Với ba cục chả cơm. Ghê ạ. Với kim chi. Biết chị hai ăn hồn đem về cho chị hai trời. Không biết trời. Chắc chị hai không ăn đâu. Chị hai sợ mập. Chị hai chưa về, nếu mà có nghe tiếng là biết rồi. Vậy gọi nó tắt bóng đèn ngoài kia á. Ngoài trước còn đèn kìa. Tắt bóng đèn đó rồi bà cô mậu bà cố quá. Mẹ nãy mẹ về chi về chưa? Nó đi đâu rồi hả? Nó đi chơi rồi. Điện con hỏi ăn không? Đi nhậu rồi không ăn đâu. Hôm nay mình khỏi ra lên về vậy mình quất hết. Đúng rồi, quất hết đi. Quất hết luôn, khỏi đem về. Được không? Quất hết nổi không? Được. Này mà có cô ra phụ nữa hết luôn không? Lấy giấy điện thoại điện cho coi video ha. Nó ra nó về nhà rồi nó mới đi hả mẹ? Là nó không có về nhà phải không? Hả? Thôi, chị còn kìa, đừng gấp. Cơm. Thôi mà. Thấy bú thương không? Thương quá à. Yêu thương nhau từ lâu mà em cũng muốn yêu lại từ đầu.
yêu nhau từ đâu mà em muốn yêu, vẫn muốn yêu, yêu là từ đầu. Trời ơi, bắt máy liền luôn, về rồi. Mày về chưa? Tao dậu rồi. À. Nãy Phúc chạy ngang qua tìm chị ngay, muốn hỏng mấy ngày đâu á. Tối đi siêu siêu thị chứ đâu. Thì 8 giờ hai đứa mới về. Đi siêu thị mua đồ nấu tốt bút kỳ kêu mày về ăn. Quay quay chứ quay vô chảo chảo lẩu cho hai hèm. Đi nhậu rồi hả? Nhậu về sớm nha. Nhậu về ngon không? Quay coi coi. Đâu quay coi coi. Trời. Các cô ơi, nhậu gì ngon dữ vậy? Ca ghi bánh mì gà ác rồi gì ngon dữ vậy? Uống gì á? Uống bia. Uống bia là hai lên tôi ken. Ghê trời. Cái giọt của ai vậy? Giọt của ai vậy? Giọt của Phú mới họ mới họ có cưng đóng. Rồi chút mới về nó sẽ mát mẹ mày, mày đi nhậu rồi. Mát đâu mát? Mét không? Không, giờ người ta là ăn no xong là ủ mỡ rồi. Thôi nha, thôi, thôi. Về sớm nha mày. Rồi sớm nha. Tắt rồi. Để hôm hôm ngày mai nhé. Ơi Phú ơi, chị ba có nhắn tin với anh Tiên hả? Không tin đâu, không có trả lời đâu. Ủa? Tài khoản không còn tồn tại. Ồ, mất mất tài khoản rồi. Nhắn tin cả chục tin nhắn có trả lời đâu nè. Thôi nè, mong em luôn bình an nè. Chừng nào vào bờ nhắn tin chị nè, có trả lời đâu. Thế gì mình tin nước. Chờ luôn, chờ tin tức em nè. Mà có trả lời đâu. Cái gì đâu mà trả lời tin nhắn. Thế gì mình không hết. Ừ. Rồi thôi giờ hai chị em mình ăn đi, nó không có Đúng về ơi. Trời ơi gì 9 giờ 10 giờ rồi, nó chưa về. Thôi hai chị em mình sẽ kết thúc video, hai chị em mình sẽ ngồi ăn hết cái nồi này luôn rồi. Hai chị em mình dọn dẹp, hai chị em mình về ngủ. Ủa mà đây là nhà chị ba mình ngủ, về không về phải không? Không, Phú về. Ừ. Phú về. Về không? Ừ. Nghe, nghe Phú nói là ông Bảy uống hơ luôn á. Rồi giờ ăn nổi nữa không thì ngồi chơi nhơi nhơi đây. Mình phải cắm vô mình ăn kiểu ăn hết này về, đừng uống nước nữa. Thôi Phú ăn hết tô này, Phú đem về cho mẹ Phú ăn. Em tô này về phải không? Em rồi, này đem okay. Về cho mẹ Phú ăn. Rồi ok. Chứ trời hai Phú ngon. Giờ gì mẹ chị hai đi nhậu rồi, đem về cho mẹ phải không? Đi đến cho ba ăn. Rồi cho ba luôn. Ngơ ba ngủ rồi. Cái gì chị ba? Vậy là chiều mẹ ông Phú đi khám bệnh về sớm mà ghé ăn cháo lòng mới về trễ. Mà giờ chắc bà đó bụng rồi. Ừ. Thôi đem gì qua ăn. Ok. Ủa mà sao cái gì chứ nữa hả? Chắc anh tôi cũng đi xẹt gì. Lên coi. Chào, uống thuốc chưa? Mẹ. Uống thuốc cha chiều con mới mua 10 cử. Mà sao hôm nay không mới ăn nước cốt dừa. Thôi bây giờ hai chị em mình kết thúc video. Nếu bạn thích những video ăn khuya thế này đừng quên để lại một like. Nếu bạn nào muốn những video ăn khuya sau kể chuyện ma thì hãy để lại comment. Dạo này mình không ơi là hiểu rồi mới vé hà uống có cho ma đâu. Dạo này mình không có kể chuyện ma, chuyện kinh dị nhiều phải không? Để vài bữa mình sưu tầm rồi mình ăn khuya mình kể nếu các bạn yêu cầu. Kể chưa? Nếu các bạn yêu cầu thì mình sẽ kể. Mà nấu Phú ra kể cho bạn gì ba cô. Thôi. Cô gái là mừng gan. Thôi. Bây giờ kết thúc video và hẹn gặp lại các bạn ở những video theo. Bye bye. Bye bye. See you baby. Gì ba cô. Gì ba cô. Có khi nào đi ngang trong cái mương gặp gì bà gô chả? Gì bà gô lứa hàng mắt lên vậy nè. Cái gì bà gô hét lên cái. Nó múa. Làm gì trời? Nó múa. Nó không có đông. Có ai đâu.
Nồi quá rồi, quá nồi. Con kia này nó không biết giữ nhà, nó chỉ biết ăn à.